Hey, chào cả nhà nha. Chúng ta lại gặp nhau. Hôm nay mình là Hào, Minh Hoa Đại Dương. Hôm nay mình sẽ chia sẻ nho nhỏ người mình cảm hôm nay. Tại mấy bữa là mình cũng có mới làm video mình chia sẻ cả nhà là mình cũng có một cái clip là mình cắm hình như là hoa hề đỏ là mình nói, nhưng mà mình chèn nhạc nó hơi to quá. Hôm nay mình sẽ làm một cái video giống vậy để trả cho cả nhà nha. Rồi, cái video này nó khác hơn chút xíu là cả nhà nhớ là cái nước là mình đổ là cái đây là cái bình trong cái đây bình đây cả nhà không thấy. Cái đây là mình nước là mình đổ hai phần nước, cái mực nước nó lên hai phần đây. Những cái clip trước mình cũng chia sẻ cả nhà là mình đổ cái nước gia quyên đó để cho nó thử nước, nó sát trùng nước đó nha. Rồi, mình đổ vô nước gia quyên đây, đổ vô cho nó sát trùng. Đó. Rồi khoảng nửa nắp thôi nha cả nhà, tùy theo tại nước đây nó ít, đây khoảng 1 lít thôi. Rồi trước tiên hôm nay mình sẽ không có cắm vô cái bàn nước nữa, hôm nay mình sẽ cắm vô bằng phong. Rồi cả nhà chuẩn bị cho mình cuộn băng keo để mình cố định cái bình, để mình cố định cái cục phong lại để cho nó khỏi rớt. Rồi cái bình đây nhớ mình lau cái thành bình cho nó khô đi. Rồi cái thành đây, rồi cục khoáng đây mình cắt cho nó, mình gọt chút xíu cho nó nhỏ ở dưới đây, nhỏ cho nó vừa cái miệng mình. Rồi đè nó xuống, rồi mình đè nó xuống cho cái cục khoáng với lại nước, cả hai cái nó liên kết với nhau. Tại vì sao mình đổ nước vô, mình đổ nước gia ven vô là nhiều lúc mình có nhiều lúc anh chị mà cắm nó có thể thụt xuống á là nó sẽ không có bị hư cái góc nha cả nhà. Rồi cho cái nước với lại phong hai cái liên kết với nhau, rồi bên kia mình cố định nó lại. Rồi mình sẽ vòng vòng đó, nói chung bên kia mình cắm ở nhà mình cũng không quấn cho nó đẹp, mình quấn sơ sơ thôi cho nó cứng cái cục phong lại thôi. Đó, mình làm sơ sơ thôi, mình làm sơ sơ, mình để cho hai cái nó quan trọng, cái nước về phong hai cái liên kết. Nhiều lúc cái cục phong này, cái nhà cắm bông ở đây cái cục phong á, mà nhiều lúc á nó bay hơi lên chỉ nó khô cục phong là nước hai cái nó liên kết với nhau là nó hút nước lên cái bông mình nó bền. Nhiều lúc cái nhà mà ví dụ như không có thời gian á thì cái đây thì nó sẽ tiện hơn. Rồi hoa hệ thì những cái clip trước mình cũng chia sẻ cả nhà cách mua hoa hệ rồi. Cái đây hoa hệ là mình mua lúc buổi sáng là mình cắt gốc để cho nó nở ra để mình cắm, mình chia sẻ cho cả nhà. Với lại cái đây là lá mang nha, người ta khuyến mãi cho mình đó. Rồi chuẩn bị cho mình ví dụ như khoảng 2 bó. Rồi bây giờ bắt đầu mình cắm, cái nào mình lựa cái nào mà nó thẳng nhất thì cả nhà nhớ là mình cắm nhánh giữa. Rồi tùy theo cái bàn thờ mình cao hay thấp đó, mình cây nào thẳng thì cắm chính giữa. Rồi cắm giữa cục phong. Rồi tới cây thứ hai thì mình cũng phải đo cái nhà, những mấy cái clip trước mình cũng chia sẻ cái nhà đó đó, mình cắm xuống và đo thấp xuống chút xíu thì mình chắc tới đây. Rồi bên đây cũng vậy, mình cũng đo đó. Cả nhà nhớ là lưu ý là mình cắm cái hình số ốc nha cả nhà, là cắm từ ở trong mình cắm ra ngoài. Rồi tiếp tục mình lại đo, ví dụ mình cắm xiên kỹ cho mình để vô đây mà nó chưa vừa thì mình cắt thêm chút xíu nữa đó. Rồi bên đây mình đó, mình cắm cho nó tủ ra, ví dụ thay vì cái đây một mình cắm là hai bó đó, mình cắm cho nó tủ ra. Rồi hai cái mini một cái thì mình cũng cắm cho nó bằng.
Rồi tiếp tục mình đẩy vô trong. Đó, mình cứ tương tự mình đo. Ví dụ như mình chưa viên thì mình phải đo. Kệ nó, mình cắm ở nhà mà từ từ cũng được, không có nôn. Đó, mình để mình đi mình đo. Ví dụ như thấy nó vô, tại sao mà cả nhà ví dụ như mình cắm nút vào cái cục form mình đứng bể, tại ví dụ như mình cắm mình rút ra rút vô rút ra vô là cái cục form đấy nó bể, tại mình chưa có đo mà mình cắm vô mình không thấy không vừa dài hài lòng á thì mình lại rút ra cắm vô thì nó sẽ bể form. Đó, mình đo xuống mình cắm vô. Đó. Rồi cả nhà mà muốn tủ nó ra thì cắm cho nó rộng ra, đó ra rộng ra vậy. Còn mình muốn ôm lên thì mình cắm ôm lên. Đó, mình cắm xiên kỹ với nhau. Đó. Đó, mình muốn cắm cái bình cho mình nó to ra, mình mở ôm. Rồi, mình cứ tương tự như mình vậy, mình cứ cắm. Đó, mình cắm ở cái mặt đây nó vậy thì cái mặt ở ngồi ở sau thì nó cũng vậy luôn. Thôi nếu mà ví dụ như cả nhà ví dụ như mình mà muốn cắm mà ví dụ như mình cũng cắm xoay tròn thì cả nhà chỉ cắm một mặt ở đây thôi là mình cắm cho nó vậy, còn ở sau thì mình đệm lá thì nếu ví dụ như mình thấy ví dụ như lúc mình chân để lên thời mình cũng có để một mặt thôi, ở ngồi mình dòm vô thì cái một mặt thôi, mình cắm một mặt thôi nha. Rồi cả nhà cứ cắm, đó mình cắm xuống. Rồi mình muốn cho nó tủ ra nó to cái bình của mình nó to ra thì mình cắm cho nó tròn ra. Đó. Đó, mình cắm nhớ mình để vô mình đo trước. Rồi, còn một cây nữa xong. Đó, rất là đơn giản. Rồi, mình cắm xong rồi. Bây giờ mình thấy cái bình của ông mình nó trống trơn quá. Là người ta, mình ví dụ mình mua hoa hệ là người ta có khuyến mại lá măng này. Bây giờ bắt đầu mình đệm lá măng vô. Đó. Đó, tại sao mà ví dụ như mình cắm hoa hệ trước, mình cắm lá vô sau, tại vì sao? Cái gốc hoa hệ thì nó to lắm. Mà ví dụ như nhiều lúc á cả nhà cắm lá vô trước đi mình thì lát nữa mình đâu có thấy hoa mình cắm đâu, nên nhiều lúc mình cắm mà không có ven á thì cái cây bông á nó đè vô cái lá nhiều lúc thì nó không có làm được cây bông hút nước. Rồi bây giờ bắt đầu mình đệm lá vô. Cây nào mà nó lá nào nó cứng á thì mình chạy cắm cho nó đứng. Rồi mình cắt lá mang ra mình đệm vô. Đó, mình đệm vô cây lá khuyến mãi mà. Đó, mình cứ đệm lá vô. Đó, lên mình cắm cái đây mình cắm một mặt thôi. Đó, cả nhà mình dòm vô. Đó, mình dòm thẳng vô. Mình tưởng cứ hai mặt nhưng mà ai ngờ mình cắm cái một mặt thôi. Rồi, cái lá nhỏ này lá nào yếu thì mình cắm cho nó thấp xuống. Giữ chút xíu. Rồi, mình chỗ nào cứ trống thì mình cứ đệm lá vô. Rất là đơn giản. Như đang dở. Đó, cái nhà cứ đệm vô đó. Mình đệm dưới đây cho nó chia cái cục phong như thế nha. Rồi mình cắt nhỏ mình đệm vô cho nó chia cái cục phong lại. Rồi mình cắm ở đây tương tự mình có mà cắt nhỏ ra mình cho nó chia nó lại.
Đó, mình kiểm tra lại cái chỗ nào nó còn trống hay chỗ đây nó còn trống này, mình đệm vô. Rồi cả nhà nhiều nhiều lúc mà còn dư lá đây, còn dư lá, ví dụ như còn dư lá đây, mình quay cái bình bông lại, đó, mình quay lại. Rồi mình cũng cắt nhỏ đây, mình đệm vô để đệm khi nào cho nó đầy thôi mình chia nó lại. Đó, mình lấy lá măng mình chia. Đó, mình lấy mấy lá măng mình chia cho nó đầy ấn sau lại, hoặc là cả nhà ví dụ như còn cái lá lá mình chia nó lại. Đó. Rồi đơn giản hơn, mình chia nó lại rất đơn giản, mình chia sao chi đó. Rồi cái đây chỉ cắm cắm một mặt vậy thôi đó, mình cắm đơn giản này thôi, mình cắm ho trước. Ho đây là mình còn cắm khoảng 20 ho hệ dên đỏ nha, hoặc còn cũng gọi là layer đó. Rồi với lại mình cắm lá măng là xong rồi, rất là đơn giản. Đấy, tới đây clip của mình cũng xong rồi nha cả nhà. Nhiều lúc cả nhà ví dụ như có ý kiến gì hay cả nhà bình luận xuống ở dưới nha cả nhà. Còn nhiều lúc mà cả nhà mà ví dụ như mà chưa cắm hoa gì được, cả nhà ví dụ như nhiều lúc ai yêu cầu trước thì mình rảnh lúc nào thì sắp xếp lúc nào thì mình cắm, mình trả video cho người đó trước đó. Rồi ví dụ như cả nhà mà có ai yêu hoa lá cành thì nhớ khuyến mãi gì cho một like nha cả nhà, để tạo động lực để sau này mình làm nhiều video mình chia sẻ cả nhà hơn nữa. Rồi, chào và tạm biệt cả nhà. Thank you.